Ở Bình Dương hiện nay có hơn 2.000 con bò sữa. Tuy nhiên, từ trước đến nay, hầu hết ở các nông hộ đều sử dụng thức ăn theo kiểu truyền thống, cho bò ăn riêng lẻ từng loại thức ăn. Với phương pháp như vậy, thức ăn được hấp thu chậm. Mặt khác, khẩu phần thức ăn thiếu cân đối theo nhu cầu tăng trọng của bò, dẫn đến năng suất sữa không đạt như mong muốn. Hiện nay, nuôi bò lấy thịt là xu thế đang được phát triển, do đó nuôi dỗ béo giai đoạn bò trưởng thành để xuất bán sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng. Nhằm giúp bà con có thêm kiến thức và chủ động trong cung cấp khẩu phần thức ăn cân đối về dinh dưỡng cho bò, Tiến sĩ Đoàn Đức Vũ, Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi, Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ sẽ giới thiệu về tầm quan trọng của thức ăn hỗn hợp lên men và quy trình kỹ thuật ủ cỏ cho bò với khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh được lên men. Kính thưa bà con nông dân và các bạn xem đài, phát triển chăn nuôi bò, bò sữa, bò thịt là một cái định hướng quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay, và người nông dân hiện nay thì đã phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt rất nhiều ở các cái địa phương, trong đó có tỉnh Bình Dương. Hiện nay thì chúng ta đã phát triển nhiều cái con giống mới, đặc biệt là các cái giống bò thịt cao sản đã đem lại cái năng suất rất là cao. Tuy nhiên, đối với cái kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là cái kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, trong đó có việc tạo ra các cái nguồn thức ăn, các cái khẩu phần cho bò nuôi lấy thịt, đặc biệt là cái giai đoạn vỗ béo, là vẫn còn nhiều cái điểm hạn chế đối với bà con nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay. Thì trong cái khuôn khổ của cái chuyên đề ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được giới thiệu một cái kỹ thuật, đó là sử dụng cái khẩu phần hỗn hợp được lên men để chăn nuôi bò nói chung và cũng như là chăn nuôi bò thịt nói riêng. Thì chúng ta cũng biết rằng là kỹ thuật chăn nuôi truyền thống hiện nay, đó là người nông dân thường cho ăn các cái thức ăn theo cái dạng riêng rẻ, tức là cho ăn cỏ riêng, rồi các cái loại thức ăn khác bổ sung như là xác mì, hẻm bia, rồi cám hỗn hợp thì được cho ăn riêng rẻ. Điều này nó gây bất lợi đối với người chăn nuôi cũng như là đối với cái con gia súc. Đối với người chăn nuôi thì cái việc mà tổ hợp các cái khẩu phần cho nó cân đối về mặt dinh dưỡng là rất khó khăn. Ngoài ra thì cái việc mà bảo quản, chế biến, dự trữ các cái nguồn thức ăn thô trong cái giai đoạn mùa mưa nhiều cỏ thì không thể mà bảo quản lại được. Còn đối với đàn gia súc thì cái kỹ thuật chăn riêng rẻ nó gây cái bất lợi, đó là làm cho cái con gia súc nó chọn lựa các cái loại thức ăn và từ đó thì nó không cân đối được cái dinh dưỡng cũng như là cái khả năng tiêu hóa của cái con gia súc. Chính vì thế cho nên là hiện nay trên thế giới thì người ta đã sử dụng cái kỹ thuật, đó là cái khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh, và tiếp đến một bước nữa đó là sử dụng cái khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh này để ủ chua lên men, vừa đảm bảo hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là bảo quản được cái nguồn thức ăn thô trong cái giai đoạn mà dư, cũng như là cái lợi thế thứ hai đó là làm cho cái giá trị dinh dưỡng của khẩu phần sau khi được lên men nó tăng lên, và cái thứ ba đó là làm cho cái con gia súc nó được tiêu hóa cũng như là cái từ đó tăng cái khả năng sản xuất của nó lên. Và đấy là cái kỹ thuật sử dụng cái khẩu phần hỗn hợp được lên men. Như chúng tôi đã giới thiệu thì thức ăn cho bò hiện nay khá là phong phú. Ngoài cái thức ăn thô là cỏ thì người chăn nuôi còn bổ sung thêm một số các cái loại thức ăn khác như là cám lau, rỉ mật, hẻm bia, khô dầu, để làm sao đó cái khẩu phần cho bò nó được cân đối về mặt dinh dưỡng. Thức ăn thô chủ yếu là cung cấp cái chất xanh và chất thô, chất xơ. Ngoài cái cỏ thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái loại thức ăn thô khác từ các cái phụ phế phẩm cây trồng, ví dụ như là thân bắp, ngọn mía, các cái loại dây đầu. Cám thì chúng ta có thể sử dụng là cám lau,
hoặc một số các cái loại cám mì khác, chúng ta sử dụng rỉ mật để cung cấp thêm cái năng lượng cho con bò. Chúng ta sử dụng cái hèm bia là một cái phụ phẩm của nhà máy bia để cung cấp thêm cái chất đạm, và đặc biệt là cái khô dầu có cái chứa cái hàm lượng protein rất là cao để kích thích cân đối cái dinh dưỡng cũng như là tăng được cái khả năng sản xuất đối với con bò sữa cũng như là con bò thịt. Về quy trình kỹ thuật ủ cỏ ở tại nông hộ được tiến hành theo các bước như sau. Hôm nay thì chúng tôi giới thiệu một cái công thức đơn giản cho bà con nông dân có thể dễ dàng áp dụng với 5 cái nguồn nguyên liệu. Thứ nhất là cỏ, thứ hai là cám, thứ ba là hẻm bia, thứ tư là khô dầu và thứ năm là rỉ mật. Thì thức ăn thô tức là cỏ thì được băm nhỏ với cái kích cỡ khoảng từ 5 cho đến là 10 cm và được rải đều một lớp trên các cái tấm bạt để coi như dễ dàng cho cái việc mà phối trộn. Sau đó chúng ta rải các cái nguyên liệu khô khác vào. Trước hết đó là cám, chúng ta rắc đều một lớp lên cái lớp cỏ này. Xong sau đó thì chúng ta tiếp tục rải các cái nguyên liệu khác, đó là hèm bia cũng được rải đều trên cái bề mặt của cái đống cỏ mà chúng ta chuẩn bị trộn. Lưu ý rằng là trong cái quá trình mà chúng ta phối trộn thì chúng ta khi chúng ta rải thì chúng ta cũng cố gắng làm sao đó để khi chúng ta phối trộn thì các cái hỗn hợp, các cái nguồn nguyên liệu này được phối trộn một cách nó đều nhất để nó tăng được cái khả năng lên men. Sau cám, lau và hèm bia thì chúng ta tiếp tục cho cái khô dầu vào. Mặc dù đây là một cái loại thức ăn chỉ cần một cái số lượng ít nhưng mà do chứa một cái hàm lượng đạm rất là cao cho nên rằng là nó cũng rất là cần thiết trong cái khẩu phần của bò. Sau khi chúng ta đã rải đều các cái nguyên liệu khô lên cỏ thì cái bước cuối cùng đó là chúng ta rưới cái rỉ mật lên các cái hỗn hợp này. Đây là một rỉ mật là cái thức ăn mà cung cấp rất tốt cái nguồn năng lượng cho con bò, đặc biệt là cái giai đoạn vỗ béo. Và ngoài ra thì rỉ mật nó cũng giúp cho cái quá trình lên men, đặc biệt là đối với các vi sinh vật mà có lợi cho quá trình lên men là nó phát triển tốt. Nó tạo ra các cái axit lactic cũng như là các cái axit hữu cơ khác cho cái quá trình lên men. Sau khi chúng ta đã rải đều các cái nguyên liệu lên cỏ, tức là cám, hèm bia, khô dầu, rỉ mật, chúng ta rải đều lên cỏ thì cái bước tiếp theo đó là chúng ta trộn đều cái hỗn hợp các cái loại thức ăn thô và các cái loại thức ăn tinh với nhau. Chúng ta cũng lưu ý rằng đây là một cái khâu rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta sản xuất cái khẩu phần hỗn hợp được lên men. Chúng ta phải trộn thật đều để cho các cái nguyên liệu bổ sung, đặc biệt là rỉ mật và cũng như là cái khô dầu, nó được trộn đều trong cái hỗn hợp thức ăn này. Bước tiếp theo đó là chúng ta đưa cái hỗn hợp mà đã được phối trộn vào cái vật dụng ủ. Thì tùy thuộc vào cái điều kiện của từng cái nông hộ thì chúng ta có thể sử dụng các cái vật dụng ủ khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng cái thùng phi nhựa như thế này đối với những cái hộ chăn nuôi ở cái quy mô nhỏ, hoặc là chúng ta sử dụng các cái thùng lớn hơn, hoặc là chúng ta sử dụng các cái bao ni lông để chúng ta ủ. Thế thì trong cái đây là cái bước hết sức quan trọng, vì khi chúng ta đưa cái hỗn hợp mà đã được trộn vào cái thùng, các cái vật dụng ủ này thì chúng ta đưa đều, và trong quá trình đưa thì chúng ta ép xuống, nén xuống để làm sao đó mà coi như trong cái hỗn hợp này, trong cái vật dụng ủ này nó không còn không khí nữa. Và đây là một cái quá trình hết sức là quan trọng để tạo cái quá trình mà lên men, đó là cái lên men yếm khí, tức là không có không khí trong cái hỗn hợp ủ của chúng ta.
sau khi mà chúng ta đã đưa từng lớp vào và chúng ta dùng chân chúng ta nén chặt thì chúng ta tiếp tục làm các cái lớp tiếp theo cho đến khi mà nó đầy cái thùng phi này. Ở các cái lớp trên cùng này thì chúng ta cố gắng trong cái quá trình nén thì chúng ta lưu ý ở các cái vành chung quanh để chúng ta nén thật chặt ở các cái vòng chung quanh này để không khí nó không có tồn đọng lại ở các cái vùng chung quanh này. Sau khi mà chúng ta đã đưa cái hỗn hợp để ủ vào đầy cái thùng phi này thì chúng ta dùng một cái tấm ni lông để chúng ta bịt kín, cột kín nó lại. Và đây cũng là một cái khâu hết sức quan trọng và chúng ta cố gắng làm sao đó để mà cột kín để cho không khí nó không lọt vào trong cái thùng ủ của chúng ta. Cái sản phẩm ủ chua của chúng ta thì sau khi ủ 3 tuần thì chúng ta có thể lấy ra để sử dụng cho gia súc. Thì khi mà chúng ta sử dụng cho gia súc thì trước hết thì chúng ta phải đánh giá cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Cái sản phẩm mà tốt đó là nó không có bị mốc, đặc biệt là mốc đen thì nó sẽ ảnh hưởng đến gia súc. Cái sản phẩm ủ chua nói riêng và cái khẩu phần hỗn hợp được lên men nói chung có cái chất lượng tốt, đó là nó có cái màu vàng, cái màu vàng nhạt. Cái thứ hai đó là khi chúng ta ngửi thì thấy nó có cái vị chua và có cái mùi thơm của các cái nguyên liệu mà chúng ta đã trộn vào. Và cái thứ ba đó là nó có một cái độ ẩm nhất định. Khi chúng ta nắm vào một nắm trong lòng bàn tay và chúng ta bóp chặt thì khi chúng ta nhả ra thì chúng ta thấy rằng nó đã có cái hiện tượng là bám vào cái tay của chúng ta. Như vậy là cái sản phẩm của chúng ta có một cái độ ẩm vừa phải để có thể là đánh giá được cái sản phẩm đây là cái sản phẩm đạt cái chất lượng tốt. Khi chúng ta lấy cho bò ăn thì chúng ta cũng lưu ý rằng chúng ta lấy xong và ngay lập tức thì chúng ta phải tiếp tục, chúng ta phải đậy kín lại ngay để mà coi như là và chúng ta cột chặt lại để cho không khí nó không lọt vào trong cái thùng ủ của chúng ta. Và nếu chúng ta làm tốt cái khâu mà từ cái quy trình chế biến đến cái khâu mà chúng ta lấy ra để sử dụng cho bò thì cái sản phẩm ủ chua này có thể bảo quản được trong vòng từ 5 cho đến 6 tháng. Và như vậy thì nó rất là thích hợp cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta bảo quản cái nguồn thức ăn, đặc biệt là thức ăn thô trong cái mùa mưa hoặc là cái mùa mà thu hoạch thì nó dư dả thì chúng ta ủ lại như thế này và đến qua mùa nắng, tức là sau 5-6 tháng sau, chúng ta có thể lấy ra cho bò ăn. Như vậy, trong chăn nuôi bò, muốn đạt năng suất cao về thịt, sữa, yêu cầu đầu tiên là phải chủ động được nguồn cỏ xanh. Ngoài ra, bà con chăn nuôi cần tận dụng phế phụ phẩm từ nông nghiệp như thân cây bắp, ngọn mía, lá khoai mì, dây đậu các loại, vân vân, để ủ lên men cho bò ăn rất tốt. Đối với bò sữa, việc kết hợp thức ăn thô xanh với thức ăn hỗn hợp ủ lên men sẽ giúp nâng cao năng suất sữa cho từng cá thể trong đàn bò sữa ở nông hộ. Còn đối với bò thịt, việc cho ăn thức ăn hỗn hợp lên men thế này sẽ cho chất lượng thịt tốt hơn, có đầy đủ thành phần dinh dưỡng trong thịt bò, tăng giá trị thịt thương phẩm, giúp bà con mang lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi.